Ok anh em, và bây giờ chúng ta cùng trở lại tiếp tục với một tăng trưởng môn ngày hôm nay của văn Phật, đó là anh Cái Bang lão đại 78 lão đại đó, 78 lão đại này mà hiện tại đang sở hữu cho mình đó là một set ăn bang 20 29 27 kháng cảnh 5 và kháng độc 30. Một cái ngọc bội cực phẩm, ngọc bội này tầm giá ở server hơn 20 triệu này mà, hơn 20 triệu bây giờ có mua rất khó này mà, không ai bán mà mua. Dây chuyền này cũng mua trị giá cũng hơn 8 triệu 9 triệu rồi đó. Nói chung là tổng set bang này tương đối khoảng 30 triệu này mà, hơn 30 triệu tầm so với hiện tại bây giờ nha anh em. Trước thì ông không biết sao mà tầm này cũng hơn 30 triệu là cái chắc rồi. Kèm với một bao tay Cái Bang đồng cừu lên tuyệt mắt ọp 20 150. Nói chung là đã lên hồng mỹ lên tiệc thì nó mắt ọp tương đối như vậy anh em. Còn sau đây khi ép lên 10 cấp sẽ được thêm một kỹ năng 9x phi long tại thiên ở cái bao tay nha mọi người. Đó. Ở tầm này thì khó này mà, ở bí kíp Cái Bang rồng Cái Bang bỏng chua quá nên là sợ mà khó mắt này mà. Kèm với một cái áo cực phẩm Bình Quốc, áo này hồi xưa 5 triệu nè mà tầm này khoảng tầm khả nghĩ hơn gần 1 triệu thôi. Đó. Tổng set đồ này, cái bao tay này ở tầm này cũng hơn, đỡ ép được bao tay này lên thì cũng mất ít nhất phải cả phôi cả đồ gần 3 triệu bao tay này. Thì tổng set đồ này khoảng 30 34 triệu rồi, 34 gần 35 triệu này mày. Một cái cây vũ khí thực sự khá đẹp, họ sát đầu công 158 và 140. Ở cái cây vũ khí này hồi xưa anh mua 3 triệu mấy đó năm. Tầm này thì không biết bao nhiêu nhưng mà đỡ mà sở hữu cây vũ khí này thì cũng hàng đẹp, hàng nô đó nè mà. Đó. Một cái đai lưng 20 40, đai lưng này khoảng giá ở server khoảng tầm 700-800 nghìn, có thể đến 1 triệu. Nón này khá đẹp, nón này hồi xưa Khải bán cho ảnh là 15 kim đây mà, khoảng 1 triệu Việt Nam đồng. Nói chung là bán rẻ để anh trải nghiệm, nói chung là nón này quá đẹp không gì để chơi nè mà. Cái băng bỏng, cái băng rồng gì mà cũng được luôn. Kèm với một cái đôi giày 40 40 thì đặt móc 80 chậm nha anh em. Đó. 80 chậm 80 chón. Kèm với một con môn tiêu kháng cả 7, môn tiêu này ở server trị giá khoảng tầm 9,5 triệu đến 10 triệu một con anh em. Tổng set đồ này cũng đã hơn 40 triệu anh em mà. Đó, sau khi lên tăng trưởng môn sẽ được một kỹ năng 9x một cấp. Đó, video này Khải cũng làm lại là lưu lại kỷ niệm của anh em trong bang luôn em à. Đó, kháng cảnh năm, kháng cảnh năm. Nói chung là tổng set đồ này tương đối gần 50 triệu cả ngựa nha anh em. Gần 50 triệu Việt Nam đồng cả ngựa. Tính đến thì thời điểm hiện tại nha anh em. Đó, sở hữu set đồ này thì anh em phải tìm và chi lùng rất là nhiều tháng mới có, chứ không phải là tự nhiên anh em vào cái có liền đâu anh em. Đó, gọi là hàng hiếm đó mọi người. Anh em thấy đẹp không nè? Ngọc bội quá chất luôn. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video và kính chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ em ơi. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục với một